Trong hai ngày cuối tuần qua, Hội đồng Hương Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, ban tổ chức đã khởi công chương trình nhà vệ sinh cho người nghèo với tổng trị giá 200 triệu đồng do công ty cổ phần Tôn Đông Á tài trợ, trao tặng một căn nhà đại đoàn kết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trị giá 50 triệu đồng cho người dân nghèo trên địa bàn xã. Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tặng 20 suất học bổng, 10 triệu tiền mặt và tập vở hỗ trợ cho các học sinh huyện A Lưới. Cùng trong dịp này, Hội đồng Hương Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vui Trung thu cho 1.000 phần quà cho các em nhỏ tại huyện A Lưới, các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và các cháu nhỏ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa Đức Sơn, thành phố Huế. Được biết, đây là sổ bánh do Hội đồng Hương phối hợp với nghệ nhân ẩm thực Hồ Đắc Thiểu Anh tự tay làm để gửi đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Thừa Thiên Huế trong mùa Trung thu. Ngoài ra, 1.000 hộp sữa do công ty Vita Dairy Việt Nam tài trợ. Đây là chuỗi chương trình nằm trong hoạt động thường niên của Hội đồng Hương Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Với tâm thế và tình cảm hướng về quê nhà, chia sẻ và đồng hành với tỉnh Thừa Thiên Huế chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.